anh này là Bon Thơ Vi, người Lào, giám đốc của Bộ Nông nghiệp Lào. Anh ấy đang học thủy sản, anh ấy đang học thạc sĩ thủy sản cùng với em. Thế là đang đưa anh đi tham quan một số mô hình chăn nuôi ở Việt Nam. Em giao nhà cô Hà ngay đây này, chỗ cái sân chọi trâu Hải Liễu ấy. Anh này là đang học thạc sĩ cùng lớp em. Anh ấy đang là cán bộ đầu nguồn ở bên Lào, ở bên thành phố Viên Chăn. Được nhà nước gửi sang bên này học. Học bên này ra giang sang học mô hình về thủy sản để về bên đấy phát triển cái hệ thống thủy sản ở bên đấy. Bên đấy thì rất là có tiềm năng nhưng mà lại chưa có kỹ thuật. Đấy. Ở bên đấy chị tỏ là bên đấy mô hình trang trại cũng như chưa nhiều như mình đúng không? Ở bên đấy toàn người Việt Nam mình sang làm kinh tế rồi. Ở bên đấy toàn người Việt Nam mình sang chăn gà, xong bắt đầu là chăn cá chê. Gà thì chăn ở trên ao, xong bắt đầu gà ỉa ra phân thì thải xuống nước, ở dưới lại chăn cá chê. Thì em sang đấy rồi em, tức là toàn cán bộ đầu nguồn thôi mà. Xong em chữa bệnh cho ở bên đấy rất là nhiều, gửi thuốc sang bên đấy rất là nhiều. Nhưng mà chẳng qua là em không có thời gian để phát triển cái kênh gà, đấy là đợt này. Bên đấy nếu thế thì bên đấy là làm ăn được nha nhỉ? Người Việt Nam sang đấy kiếm tiền được. Yeah. Bởi vì bên đấy chi phí cuộc sống nó rẻ lắm anh ạ. Anh này anh biết là lương của bên Bộ Nông nghiệp mà lương được bao nhiêu tiền không? Tính tiền Việt Nam là có 2,4 triệu thôi. Rồi. Một tháng thôi. À. Sang bên Việt Nam mình học là nhà nước cấp cho là 4 triệu một tháng. Thì là lương vẫn được giữ là hơn 2 triệu với lại cộng với lại nhà nước cấp cho 4 triệu nó là tổng bây giờ nó được hơn 6 triệu. Còn nếu như không đi học là chỉ được có hơn 2 triệu tiền lương thôi. Đấy. Bản thân các anh ấy bây giờ còn thích được sang Việt Nam học ấy, bởi vì sang Việt Nam học là được tiền. Người ta gọi là được học bổng ấy. Đấy. Ở đây ăn cơm với lại vợ chồng anh nhá. Thì em cũng muộn rồi mà nhà anh chị em có báo cơm trước đâu mà ăn. Chuẩn bị một tí thôi mà. Thì anh đi xuống cái anh đi mua gì về đây ăn. Thì để anh đi công nghiên anh mua nhá. Ở đây nhá. Vâng vâng. Thế mấy khi không đơn giản thôi nhá. Vâng, cơm bữa có cái gì thì ăn thôi. Không. Là nếu mà chị điện trước cho chị về một cái thì tốt. Được rồi, không quan trọng. Em không nghĩ là xong sớm như thế, em phải nghĩ là đầu giờ chiều mới sang đây ấy. Ở đây là con gái chị làm về dược à? Học dược, học 5 năm bây giờ đi làm thuê cho công ty dược. Nó sinh năm 98. Bằng tuổi đội này hết này. Yeah. Đội nhân viên thì em 98 hết mà. Yeah. Học đại học nông nghiệp à? Đại học nông nghiệp. Thế cái cô nào mà gọi điện với anh em? Phương. Yeah. Không đi à? Phương nghe giọng nhẹ nhàng. Phương mới lấy chồng xong, vừa cưới xong nên là mấy hôm nay đang bận nên không đi cùng. Còn đây là Quỳnh. Thế đi thế này mà không gọi trước cho chị vừa mới đi. Thật sự với chị là em không nghĩ là nhà cô kia sẽ nhanh như thế. Bởi vì lần nào lên nhà cô cũng kéo em ngồi nói chuyện mãi. Vừa xong cô còn kéo đi chữa bệnh cho hai nhà hàng xóm nữa cơ. Mỗi lần lên là cô kéo đi hết nhà nọ nhà kia. Cái này ăn mưa một bao cám thì... Ê, cái này trộn như này nhá, chị cho ăn lợn con hay lợn to? Lợn to, lợn con. Lợn, đây này, da lợn này. Ôi đợt vừa rồi chị này treo cái ấy nè. Hả? Treo cái này nó mát nhưng mà treo cái này nó bám nhiều vi khuẩn vào đây lắm. Đến lúc chị phun sát trùng nó không sạch được vi khuẩn đâu. Treo cái gì? Lá cọ này này. Đợt đây, ô trùng đẻ ngày xưa có vấn đề đây. Người già này đang ăn chuyện đặc của con ăn cái cám này thế là nó đang bị dở. À. Thế thì để nấu cháo cho ăn thêm. Ôi sao con này ấy này, rũ rượi này. Con đấy nó hơi bị hò ấy. Nó hò với hai, nó ăn cám ướt và nó đang bị sặc. Đang bị sặc, đang rũ rượi, đang sặc cám, đang rũ rượi. Đàn này nó bị gì à? Không dám chăn ăn cám nhiều, nó đang bị xù lông này. Thì chị bảo như cái đàn này cho ăn được không? Cho ăn được, nhưng mà tạm thời để cho nó khỏi đi ở đã. Bởi vì bản thân cái thuốc của em nó rất là nhiều chất. Nên là bây giờ bản thân nó đang bị thừa chất. Cái đàn mà ngày xưa bị ở đây là bán rồi gì? Bị nha, bị xong là chị bán còn 7 cái con. Chết mất 2 con thôi. Thế còn 7 con thì chị định bán con mẹ nó nữa thì là nó lại lấy giống. Nó lấy giống này thế là nó không chết con nào đây, nó đẻ 13 con. À lại đẻ được 13 con này rồi. Đẻ được 14 con chết mà còn 13. Con nào thì đẻ ra. Đấy. Thế là không bất nái. Chị đi mua cái tả. Em nói thật với chị là em vẫn cứ nghĩ cái đàn đấy nó có khỏi, nó cũng không thành người. Không khỏi, bán được tạ mười mấy cân mà. Ây à. Tạ được 13 cân. Quỳnh còn nhớ cái video mà cái đàn lợn mà nó khỏi bệnh nhưng mà nó ngứa như con chuột không rồi, nó do sự sống ấy. Công nhận cái bệnh đấy, là nó mình để nó đi nạn quá. Con này đẻ 10 con, chết mẹ không con. Đàn này được 2. Đàn này được 2, 4, 6, 8, 10, 12 con này. 12 con cũng xem 12 con này đẹp chị ạ. Vừa vú đây này, ăn bắt đầu mấy con này mới bắt đầu ăn kích giống. Ăn kích giống thì là đẻ được rồi thì đẻ ra phát trong 2-4 tiếng đi mua cái tả pháp về tiêm luôn, cứ một
bên tiêm. À, chị sợ bị đỉa gì? Sợ bị đỉa nên tiêm tả sớm à? Ở đây thì có cái nhà ngay dưới này nó bán cái lọ. Ô nhưng mà trộm vía dài rộng nhỉ? 4 hôm. 4 hôm mà dài rộng nhỉ? Là con kia là không được chăn kích lên giống, còn hai con này là chăn kích lên giống nữa. Con bắt đầu ăn từ con kia? Không, bắt đầu ăn mới ăn có 3 con, bắt đầu xem cái video mà em bảo khách hàng thì tỉ mãi mua cái đấy á. Thì chị mới gọi điện hỏi cái cô đấy, thì hôm đợt đầu tiên mua là giá nó thấp. Đúng rồi, đợt đấy 135. Em vừa bán được hết một cái lô thử đấy được một tạ thì bắt đầu lên giá, em điên hết cả người lên. Thế là xong hỏi cô đấy thì cô bảo là kích giống dạo này lên giá rồi chị ạ. Đây này cái lợn tinh ông bà lấy ở trên để đây không phải tinh chuẩn. Có nghĩa là con mẹ nó là mẹ bình thường thôi. Đúng rồi. Nhưng mà được cái đợt này đẻ sai. Thấp nhất có 2 con lợn thôi. Nói chung là bản thân là chuồng nó vẫn là cái chuồng theo phong cách ngày xưa. Nên là cái chuồng này bây giờ cải cách thì nó rất là khó. Nên là thôi bao giờ có điều kiện thì xây chuồng mới, chứ còn cái chuồng này chuồng kín như đợt này chết thì điện nhà cái trại to trong này. Mướn cái tiền công nhân, cái tiền điện nó mất 3 triệu. Chị cứ xây chuồng kín 1 tháng chị chả bao giờ có dưới 3 triệu tiền điện. Nhà đấy bảo nguyên 6 công nhân. Con này hôm nay đẻ 14 hôm này. Biết ăn cám 3 hôm nay rồi. Thì hôm nọ chị bán lợn cân lên tạ rưỡi, nó cân rưỡi lúc 12 giờ á. Nó định bỏ. Lòng của nó chật ra mà lợn nó rực. Nó chả nằm bóng điện đâu mà đẻ ra nó đi dễ. Cứ nhỏ cái cầu trùng cho nó à. Thế xong là thôi. Đợt này tai xanh nó đang nổ trên diện rộng nên chị chú ý về tai xanh thôi. Với này, đợt này cả mẹ cả con đều bị mốc người. Đây, cả mẹ cả con đều bị mốc người. Cái sàn đẻ ngày xưa là nó bị chật, đâm ra lợn nằm cọ vào lưng này, cái sàn này chị mới mua. Cọ lưng là bình thường, như đây này, cái mốc cái vẩy này này. Do thiếu biotin ấy, bản thân chị em mình còn muốn làm đẹp. Nái thì cũng phải làm đẹp cho nó chứ. Uống cái biotin vào. Trong chồng lợn rất là ngủ thích lợn. Đây cái lô. Cái lâu này chị cho ăn cặp lông nhung vào là nó hết đi à? Không, nó đặt một cặp ăn hết rồi, không phải đâu, nó từ hôm qua này cái cám nên chị cho ăn nhiều quá nó bị đỉa đấy. Đổi cái ăn đổi sang cám 1.5 thôi. Thế hôm đây đang đổi, hôm nọ ăn Apollo, hôm bây giờ đổi sang cái cám này. À, ôi chị đang cho ăn 3 Apollo xong sang cái này thì nó được đúng rồi. Thế là cái con đỉa đấy, cái đẻ đấy. Ôi con nó bán thích lắm. Con nó bán rồi, đây bán được mấy con mà. Đây là con mẹ đẻ ra đàn con bị đi ở ngày xưa đây đúng không? Thế là đã đẻ con to từ ngày rồi, thế chứng tỏ em lâu lắm rồi không lên nhà chị nhỉ? Tách con nó ra được 3 hôm thì nó hơn giống. Lô này chắc vừa rồi có bị đi ở hay không mà lông lá sum xê này. Không bị đi ở nhưng bị lên động. Đấy, lông này. Bị lên động. Chị đang bảo lấy cho đàn này nặng. Nhưng cứ một bao cám thì trộn nó còn muốn mua gì nhỉ? Không, cái đấy của em là nó chăn đây này. Nếu bởi vì bản chất là cái đấy nó tốt chị ạ. Nên là không được chăn nhiều đâu. Nếu mà chị chăn nhiều là lợn nó lúc nào nó cũng vận động ấy, nó không chịu ngủ đâu. Bởi vì nó thừa chất. Nó không thì ở. Cái của em cam kết nếu mà chị chăn chị đi ở em trả lại chị tiền. Cái đấy không đi ở. Nhưng mà chỉ có điều là khi mà chăn mà nó bị thừa chất ấy là cảm giác người nó bị rực ấy, nó nóng ấy. Thế là lúc nào nó cũng đi nó húc nhau ấy, nó không cắn nhau nhưng nó húc nhau. Này chị mới tách hôm mới tách ra nó ở trên sàn nó bị chật quá, xong rồi nó xuống đây nó mới lớn này. Nó bị lên đậu. Nó lên đậu xong thì là nó lên đậu xong là nó lại còn bị thấy lông nó cứ zoom. Nó lên đậu xong mà bị mất mấy con, nó bị viêm hồi tràng mà nó nằm rút phân nó chảy ra đít nó xong. À phân đen xì nhảy ra đít thì đầu tiên phân đen thôi, chuyển sang màu vàng. Phân đấy chỉ tiêm Tiamulin là được mà. Tiêm Tiamulin cộng với 2C Atropin. Atropin thì nó sẽ giảm cái nhu động đường ruột. Và nếu mà bị cái viêm manh hồi tràng đấy thì thường chị sẽ cho nó ăn tầm khoảng 1 ngày. Sau đó là chị tiêm theo cái kiểu của chị bảo ấy thì nó sẽ rất là nhanh khỏi. Thế nhưng mà nếu mà chị mà không cho nó nhịn ăn ấy thì là cái nhu động đường ruột nó vẫn còn co bóp như này thì nó lâu khỏi hơn. Chị lôi mẹ nó ra ngoài này. À vứt nó ra ngoài. Không cho uống nước, không cho ăn nó xong. Nó phải cho uống nước chứ. Không. Cho ăn cháo loãng. Cho ăn cháo loãng thì có nước rồi. Đây con này ngày xưa chắc bị đậu này. Nó bị lên đậu à, nó lên. Nhìn lông vẫn bẩn này. Thế cái hôm mà em đi vào trại nhà ông nào cứ bảo lên đậu bảo hay là lợn bảo không, của nhà chị đây có mấy, chị cho ăn vitamin C có mấy hôm là nó lặn thôi. Nó mát đi này, nó lặn đi. Cho ăn C men giải độc gan. Đúng rồi. Đợt này nuôi là hơi chậm lớn. Vừa xong đi nhà cái cô kia cũng bị viêm manh hồi tràng. Viêm manh hồi tràng. Cũng phân đen chảy đít trong ho ăn đâu là bứt cứt bắn lên tường lên đấy. Đây là nó xong rồi sang cái màu phân hoa cải. Bị nặng đến mức độ như vậy rồi cả. Thế là lôi ra đây mất 4 hôm. Bị nặng thế là đến lúc đấy là cái chất nhầy trong đường ruột nó bị bong rồi.
Như thế là bị cụt cụt lông nhung mạnh lắm. Đám nó đang báo lên. Từ giờ ăn Tết dự kiến là lên 2 đợt nữa. Lên 2 đợt á, lên 2 đợt cái cám bây giờ đang tăng. Bởi vì là cái đô nó tăng cao quá mà không nhập được nguyên liệu nên là nó vẫn tăng tiếp. Thế nhưng mà lợn nó có lên đâu. Hôm nay sáng từ hôm qua chạy qua đây nó bảo có 5 bà. Nhà cô ấy vừa giả 54 hôm qua còn đang om lợn còn đang chưa bắt kìa. Như lợn 53 lợn kia nó 2 tạ. Nhà cô bán 54 lợn nó hơn tạ tí rồi. Lợn tạ 15 tạ 20 cân quay đầu. Em vừa đấy xong cô bảo cô vừa nhận tiền cọc hôm qua rồi. Nó bảo hẹn hôm nay nó bắt hoặc ngày mai nó bắt. Mà nhỏ cân á thì nó mua được đắt. Nhà chị nó đến tận cổng nó giả 56 ông chồng chị bích cho bán. Nhưng mà nhà chị bây giờ còn lợn bán ở đâu? Hết rồi đâu? Còn 6 con to đùng đằng này đâu. À còn 6 con thôi nhỉ. Bán 6 con và cái ô này hơi mùi phân này. Ô này nóng hơn đúng không? Nó hơi mùi phân. Nóng mùi phân. Ô này thì ổn định rồi này. Ô này thì không có mùi phân này, nhưng ô này mùi phân nặng này. Ô này cảm giác nó bị nóng. Nó nóng kiểu lợn về mùa này nó thi thẳng nó hơi mình không dám để nước. Để nước này đến khoảng 4 giờ chiều thì tháo thôi. Nhưng mà chuồng đâu. Chuồng nhà chị như này nhiều lúc thấy nguy hiểm. Người ta gọi là như bọn em trêu nhau nguy hiểm bãi đái. Ô thì này chị căn bạn chị chưa bị nổ tay xanh đâu. Thì toàn tiêm 2 lần, tiêm lúc mới đẻ lúc... Đúng rồi, tả nếu chị tiêm non như thế thì sau chị phải 1 tháng sau chị phải nhắc lại chị ạ. À. 1 tháng sau phải nhắc lại vì nó đắt thì nó đắt mỗi lần nó nhiều tay xanh nên cái điều thay cô thôi. Đúng rồi. Đây có cái 6 cái con đằng này không bảo nó cạn không bán hả? Thế không bán này để nuôi thành lợn cũ à? Cái đàn này nó phải chuyển cám, nó phải đi ở mất 2 hôm. Bởi vì chị đang cho nó ăn cam Aboro nó sướng rồi. Làm Aboro ấy là nó kệ nó sù lông cái này thôi nhưng nó phải nó ăn đấy bảo nó không phải nhà cái cô Hà kia là cũng vì sao mà theo em lợn bị hô hấp xong là cô không chữa được cái cô bỏ chuồng cô cho nghỉ hẳn một năm sau thì cô mới vào chuồng lại nên là đợt vừa rồi cô bảo là mày làm thế nào cho cô để cô không bị ho nữa thế là lên tư vấn chuồng hỏ nhà cô cũng chuồng hỏ như nhà chị nhưng mà cô ấy làm lưới đẹp lắm, cô không để như nhà chị này đâu. Cô căng lưới vuông đét như mắc màn luôn. Căng lưới trắng. Vâng. Xong bắt đầu cô ấy cứ phun thuốc muỗi vào trong lưới nên là chuồng nhà cô nó không có muỗi mới được rồi. Nano bạc thực ra là phun sát trùng nó sẽ rất là tốn. Cái đợt vừa đây nhiều người mua lợn trên mạng. Dính đòn. Mua 300 triệu đâu nhà anh đấy là gần 100 50 con à tại anh bắt cả nái thì mới là lên đến 300 mình bảo ra nào không trồng nhà trồng chuồng mà không có như nái không không có một con nái nào mà mình tiêm vaccine cho lợn à mình tiêm cho con nái như thế nào mình tiêm cho con ấy đúng rồi cứ tiêm mẹ mà tiêm cái loại bôm gơ mà tiêm cái loại con và cái loại hơn 100.000 mà gọi vaccine nội cái thau mới thẳng lên cái hồ cái nó xem nó gọi là đối kháng vaccine này xong rồi phải tiêm thuốc bổ nâng sức đề kháng nó lên xong là mua vaccine đấy về cấy lại đúng rồi. Nhà cô Hà đây thế yeah. Ừ nhà cô Hà đây đấy vừa em lên là cũng thế cô bảo là nãy cô tiêm Boninger nhưng thịt cô lại tiêm Hanvet thôi thế em bảo thế thì không ổn rồi thế xong là đến hôm vừa rồi cô ấy bảo là thôi giờ mà vừa tiêm Hanvet rồi bây giờ tiêm Boninger vào thì cô sợ không ổn thế là cô xem video của em với cô gọi điện cho em cô tham vấn cho cô tường lại cho mũi kia nữa thế là cũng ổn tiêm cái Boninger là tiêm quá lẻo lợn không chết hôm nọ thì tiêm thuốc ho của lợn hôm đó đấy thuốc ho gấp của em đó một đàn tiêm 4 triệu họ hôm nọ hết đi xuống cái này mua một lọ phá lo rồi tiêm cc tiêm 2 cân con lợn không được đến mình tiêm cho một cc xong tiêm xong quay vào xong đây là trên 4 lợn chết mẹ mắt của con quá liều cái phở lò nặng lắm những tiêm thuốc hô hấp là tha hồ cái thuốc bảo quản đúng rồi thuốc hô hấp mỗi cái đấy mà lợn to là tiêm nó hơi căng tay một lợn một tạ là phải tiêm 20 cc là căng 20 cc thì như thường thường nó ho loại lợn choai thôi vừa đây thì chị tiêm một đàn 4 mũi rồi khỏi là mình vào gọi vào tiêm dạng mà xong đến lúc tiêm cái đấy xong nha lợn lớn cực tiêm lợn nó lớn lắm có nước mát mà cô ơi cầm cho mẹ chai nước mát lên đây không uống nước mát đâu chị ho lắm ho lắm uống nước mát và ho nó hắt xì đi làm cái này thuê nhiều nhân viên không nhà em bây giờ có bao nhiêu nhân viên đâu có hai bạn nghe điện thoại ở nhà luân phiên nhau
với lại một bạn đi gửi xe bến, với một bạn ở nhà đóng hàng với hai vợ chồng em. Nhưng mà nhà em hai kho. Kho thuốc còn kia trong miền Nam ai quản lý? Trong miền Nam anh trai em quản lý. Anh trai em cứ ở nhà đóng hàng, xong là mang hàng đi bến, xong đến chiều về là đóng hết hàng, xong bưu điện đến cho xe đến bốc. Nhà em bây giờ một tháng em bán 4 tỷ cơ mà. Bán 4 tỷ mà hàng nó không có hàng tồn. Không bao giờ có hàng tồn. Thuốc thú y ở đây chả có thằng nào nó đứng quầy, nó cứ toàn chữa chạy ở đâu, toàn một nhà thì vợ nó bán, một nhà thì mẹ nó bán, đến không biết thằng nào đâu. Nhưng mà nhà em có một cái nhược điểm mà em chưa tìm được cách khắc phục, đó là em bận quá, em đi nhiều quá, thành ra là em không ở nhà, khách đến nhiều lúc không gặp, tức là khách gọi điện nhiều lúc không gặp được em, khách chán, khách bỏ không, em đúng, không gặp được thì gặp nhân viên cũng không muốn nói chuyện. Đúng rồi, chỉ lúc nào có nhu cầu đặt hàng thì mọi người mới gọi điện cho nhân viên, còn khi mà có bệnh thì mọi người muốn gặp em. Nhưng mà thật sự với chị chia sẻ thật là bận quá, đi nhiều quá, khách bị bệnh. Đợt vừa rồi em đi đến nỗi mà em đi sau 2 tuần xong em sập nguồn, em ở nhà mà em ngủ từ tối nay sáng mai, ngủ đến tối hôm sau em mới dậy, tức là em ngủ tròn 24 tiếng em mới dậy. Thế ngủ được. Tức là bởi vì là người mình bị mệt quá mà đến nỗi chồng em sợ, chồng em bảo đưa em đi cấp cứu. Bởi vì em ngủ không ăn, không dậy, không đi đái, không gì cả, nằm im một tư thế, chồng em bảo thôi chết rồi. Thúy nó làm sao ấy các em ạ? Em bảo không làm sao đâu, chị đi làm 2 tuần liền chị không ngủ chị thế. Đi thế này thì mình phải vào trại thì mình cũng phải cẩn thận cho người ta, thì mình cũng phải xem kỹ từ đầu đến cuối, mà cứ đi vào trại cứ nghe điện thoại mãi thì cũng thì không được. Được. Tập trung có nghĩa là vào trại của người ta còn chạy to, có phải chạy bé đâu. Đấy, tập trung vào chuyên môn mà, ví dụ như nhiều lúc là mình vào mình đã nhận điều trị cho người ta rồi là phải đến nơi đến chốn và mình phải chắc chắn là mình mới nhận ấy. Nên là mình phải xem kỹ. Thứ 6, thứ 7, chủ nhật là 3 ngày em đi học trọn vẹn 3 ngày. Tối hôm qua em học đến 10 giờ tối mới xong. Học từ 8 giờ sáng đến 10 giờ đêm. Đúng rồi. Lại học về thủy sản luôn. Học mình lợn thì mình chuyên vì lợn, còn gà chuyên vì gà. Nhiều lúc người ta gọi điện đến người ta cứ hỏi đơn ra, nhiều lúc mình gà là chuyển đổi sang kênh gà là cho hẳn cô bé kia rồi. Chẳng qua em đang dìu dắt cô bé kia thôi. Đang dìu dắt cô bé kia đây. Cô đấy ở tận đâu? Cô đấy Thái Nguyên, cùng quê với em, nhà gần nhà em. À thế à? Thì em quý thì em cho. Thế còn thủy sản là mục đích em học ấy, là em muốn đưa cái hệ thống, tức là miền Bắc ấy, em đi làm ấy là cá chết nhiều lắm, em sốt ruột. Mà hầu như là những trại lợn là sẽ có cá, trại lợn nào cũng sẽ có hồ. Cái nhà nào mà nuôi lợn nuôi bao nhiêu cá? Đấy, nhà nào có dãy chuồng lợn thì nhà đấy sẽ có 2 ao cá đi kèm. Nên là nhiều nhìn cá sốt ruột, nên là em phải đi học ấy. Bởi vì mình kết hợp đằng nào một công mình đi ấy. Đấy, là cái nhất. Cái thứ hai là miền Bắc mình làm gì đã có kỹ sư về thủy sản giỏi đâu. Nếu như hai đứa con nhà chị sau này mà học được ấy, thật sự em khuyên là nên đi học thủy sản. Bây giờ nhá, học thủy sản ra nương khởi điểm, các công ty nhận vào là 16 triệu. Thế? Nương khởi điểm. Con nhà chị bây giờ đi học dược, nó đi làm thuê cho công ty dược gần năm này. Hôm nay nó sang công ty khác nó làm được hơn tháng rồi. Đi làm dược thì đi làm trình dược thì lương rất cao, nhưng mà nếu đứng quầy thì lương rất thấp. Nó đi trình dược là nó khoán theo hoa hồng. Đây, thì bọn em ngày xưa chạy thị trường thú y này cũng thế. Nó bán có tháng nó được khoảng mát 20 triệu. Đi nó ngã xe máy mấy lần á. Vật năm. Nhiều lúc đi thì chị thuê em lái xe một mình đi đâu? Em đi suốt một mình mà. Đợt này em, tức là đợt này em cũng không thuê người nhiều nữa, bởi vì thuê người nhiều nó loãng ra. Thế nên em mới bảo là thôi, bó hẹp lại, không làm nhiều, nó không làm mạnh nữa. Chỉ làm thế thôi, còn nếu như khách gọi điện đến không gặp được em thì cũng thôi thôi. Chứ còn nếu mà mình cứ trải rộng ra như này, mình không quản lý được, nó thất thoát. Mệt mỏi lắm, nên là chỉ thế thôi. Bây giờ ví dụ như một thành thời gian là một tuần ở nhà, cố gắng ở nhà, một tuần ở nhà nghe điện 2 buổi sáng, buổi chiều vẫn đi làm, 2 buổi sáng ở nhà nghe điện. Thế còn lại 3 buổi đi học, 3 ngày đi học, như em học nhanh lắm. Nếu em học theo tốc độ như này thì đến tháng 5, sang năm em đi thực tập tốt nghiệp rồi. Đợt này chị xem những video em thử em đi giao thuốc nhà, và đến nhà cái ông nào mà giao thuốc cho nhà ông mà chắc gần đấy ạ. Cái ông già giả mà tiêm lợn nó sốc mà nó rãnh đạch ấy. Không có để có ít gà bảo đi vào ngó xem mà đến nhà mà ăn lòng lợn nó xe điếu ấy. Lòng lợn xe điếu ở nhà nào đấy ạ? Anh Tú Ngũ Luân. Ông ấy ở đâu? Ở dưới Ứng Hòa. Ui đấy, nhà đấy nhá, 2 dãy chuồng lợn, 6 ao cá. Mà hai ông bà nó cũng giả đấy nhỉ? Không, hai ông bà đấy là hai ông mà hai ông bà là chú của cái anh mà ăn lòng xe điếu. Thế còn nhà ông bà thì ở bên kia cơ, nhưng mà cứ giao thuốc là chỉ đến một nhà thôi, xong 3 nhà ở vào đấy lấy thuốc xong chia nhau. Đấy, chứ còn em không phải đi giao 3 nhà, cứ chở một xe xuống đấy vài chục triệu xong là 3 nhà chia nhau.
cái vô béo, cái đợt này cái loại vô béo này mới ra, chị bảo là chăn cho nó thốc nhanh lên để cho nó bán vào dịp Tết ấy. Thì là nếu mà nó ăn mà trước kia cái màu tím cho ăn thì nó cũng được, nhưng mà nó chắc là nó vẫn lâu, nó chậm hơn cái này. Nhưng mà cái này nó có một cái ưu điểm là em bổ sung cái chất chrome ấy, nó vào nó sẽ kích thích cái nạc đỏ, tức là chăn xong ấy màu nó thịt lợn móc ra ấy là cái màu đỏ của nạc nó rất là đẹp, nó rất là săn thịt. Nhưng mà nếu mà chị không chăn nữa, chị dừng ấy, thì chị để vô tư là nó vẫn giữ chất lượng thịt như thế. Không có chất cấm, mình chăn cái loại nó phải không có chất cấm. Đấy. Mình chị vẫn để lợn lại để thịt mà. Vâng, với lại con gà ấy mà chị chăn vào ấy là cái lườn nó rất là phẳng, nó rất là phẳng lườn và nó rất là đỏ. Cái loại này chắc mới ra, chắc vẫn có ít người đặt. Cái này được ra được một tháng, mới được một tháng nay. Nhưng mà cứ tức là ra hàng này em không đăng video mà em muốn thử. Đợt đầu tiên em đi em phải tặng những cái trại thân quen mà quá thân rồi ấy. Ví dụ như xuống nhà anh Tú này, vứt cho anh chăn thử này. Xuống nhà cô Bưởi vứt cho cô chăn thử này. Những cái nhà mà người ta quen em nắm rồi ấy, em mới nhờ thử. Thử khi mà thử xong một lứa lợn ok thì bắt đầu mới đưa lên video. Thì một tháng nay bắt đầu mới đưa lên video. Đưa lên video thì là mấy mọi người phản ánh lại là ăn vào là thấy tốc độ lớn của nó nhanh hơn là cái nhất, cái thứ hai là màu thịt đỏ nó đẹp hơn. Mẹ em thử gà nó nhanh hơn, em thử con gà trắng nó mất 45 ngày thôi. Còn con lợn mình cho ăn nó tầm từ nửa tháng đủ đi, mình mới nhìn thấy nó chưa lông vừa ra được. Còn cái loại mà nó tốc nhanh quá thì cũng nguy hiểm. Con gà thì là 45 ngày nó đã bán rồi. 45 ngày bán á? Con gà trắng ấy, từ lúc bóc trứng cho lúc bán là 45 ngày đã được 3,5 cân 4 cân rồi. 45 ngày có hơn tháng kìa. Ừ, thế nên con gà đấy là đưa vào là nó hấp thụ rất là nhanh. Dễ hơn của lợn là gà mình hòa nước vào cho nó uống. Ừ. Nhưng mà con gà thì lại có một cái nhược điểm là nếu mà vỗ béo không chuẩn đưa vào gà sẽ bị đỉa. Ừ. Nên là vỗ béo của em mà đưa vào gà không bị đỉa thì đưa vào lợn chắc chắn sẽ không bị đỉa. Cho nó ăn thì cũng cho nó ăn vừa phải thôi, kể cả men tiêu hóa nên mà cứ cho nó ăn lắm nó cũng đỉa. Đúng rồi. Ăn nó gọi là có men thôi. Với lại cái vỗ béo này là đối với lợn con ấy mà dùng ấy thì chỉ khuyến cáo là một tuần dùng 3 lần, không nên dùng nhiều. Như lợn cái đàn lợn choay thì chị đang cho cái đàn lợn choay. Lợn choay đấy thì chị cho ăn ngày nào cũng cho ăn được, nhưng mà một cân này chị phải ước lượng và chị trộn tầm khoảng 8 tạ lên 1 tấn cá, ước lượng. Vừa đây chăn cái loại mà hơn 100 cân á thì cũng chăn vợ chăn lâu dài rồi, đây bán lợn là bán sâu tạ tư một con, lúc đẻ ra có con cân lên, có con là tạ 6, có con tạ rưỡi. Thế là to đấy. Thì nuôi thừa, nuôi một ô 8 con, một ô 9 con. Chị nuôi thừa thì nó nhanh lớn. Thì nó không có mồi. Thì bảo là thôi bây giờ thì chăn lên cái loại hay nào mà còn cái chuồng 70 cân. Cái chuồng ấy nhìn con, hôm nọ nhà chị bán con lợn tạ 6 nhìn nó bé tí gì. Ừ. Thì bảo là thế cho ăn cái ô này này. Bây giờ đợt này mình cứ có tiền đến đâu mà mình đặt đến đấy. Mình không có dám đặt nhiều. Nếu mà đến này mà bán lợn như thì chị chăn ấy thì chị lại đặt một yến. Cần đến mình đặt này mở thằng xe khách này nó lấy về cho. Đặt hàng bây giờ quá tiện không. Giờ xe khách chạy đớt rồi mà. Đấy, gửi cái xe đấy là nó đi qua nhà cô kia. Và nó đi qua cả nhà chị luôn, cái xe khách đấy. Cái xe nhà xe 4,9 nó chạy qua đây này. Sáng đi tối nó về. Nó ngày nó đằng này. Nó giáp với nhà chị mà. Đấy, thì là nhà em cũng hay gửi cho cái cô đấy. Cô vừa đặt 5 cái máng dài. Thì bảo thế hôm nào cô ấy... Đặt lợn con à nè. Ờ. Cái máng đắt không? Cái máng dài hôm trước mà em đi cái kho dụng cụ ấy. Có. Chả biết, em có biết giá đâu. Cô bảo là mày hôm nào mày lên giao thuốc mày lấy hộ cô bảo. Thế thì cô cần mai ngày kia thì cô lợn đẻ rồi cô còn đợi cháu lên, bao giờ cháu mới lên. À, đặt xong gửi xe khách lên rồi tối em về em hỏi nó xem là giá bao nhiêu. Nhà nó ngay gần cái kho đấy, ngay gần cạnh nhà em. Ở cái kho thì bán toàn đồ máng lợn. Toàn máng lợn, máng gõ, máng lắc, máng bình vú rồi giá nhảy rồi xi lanh. Nói chung là từ bé cho đến to có tất. Nhưng dọ lợn cũng thì có mà. Dọ lợn, cân lợn cũng có. Cân thì... Cân điện tử cũng có. Cân điện tử nhà chị mua cân 5 tạ. Mấy người đến đây hôm có bà đến đây mượn, thật sự là nể lắm cho mượn này, không chị không cho mượn. Không cho mượn. Thế còn cái nhà bên này thì... Bà cân lợn khỏe không sao, bà cân lợn ốm thì mệt. Xong thì là nhà bên này thì đợt đấy nó mua rồi. Bây giờ nghĩ nuôi lợn làm gì nếu nó to được cái 2 tạ thế. Bây giờ càng ngày nuôi lại càng thấy nó to hơn. Thì cái giống lúc là lợn rẻ chẳng muốn bán, bây giờ cám thì lấy cám đầu tư nó cứ chở vào hàng ô tô rồi này. Nó lại mua cái cân điện tử có 2 tạ thôi. Thế là nó mới, lợn nhà nó cân lên 2 tạ không đủ lại lồng mấy chục cân đó, nó mua một cái cân 3 tấn. Cân được 10 con 15 triệu. Chị bảo nay mai nhà chị làm nhà xong rồi, nhà chị là nó vẫn tiện đường đi cho nhà nó thì mình có lối đi chỉ cần 1 mét là mình đặt chỗ này này.
Cái cân đấy nào nó vẫn cắm bằng điện mà. Ừ, vẫn phải đuổi lợn lên cân thôi, mà cân xong thì... Thế thì cái thằng cò lợn nó bảo chị là mua cái cân, chị mua cái cân được 5, 6 con nó khoảng 10 triệu. Bảo đã mua rồi, mua mẹ lấy cái, mẹ 15 triệu ông dồn hẳn chục con rồi đấy. Đúng, cân một mẻ đỡ hào. Ôi dồi ôi, dồn á. Đầu tiên hai vợ chồng dồn ra, xong rồi bảo thôi chả dồn ở đâu. Vứt cho nó hai đứa ủng rồi. Cho nó vào nó dồn đến đâu mình phun khử trùng lên đấy. Mệt lắm mình không dồn được, dồn ra đánh nhau với lợn ấy. Đúng nó rồi. Chả đi. À, người ta xây chuồng to là người ta sẽ xây một cái lối đi để cho con lợn nó đi theo cái lối đấy. Nó cứ theo cái lối là đấy nhá. Đúng. Bọn nó có cái vật muỗi nó tháo mẹ ra rồi nó cứ dí một đít ra. Điện nó giật đấy. Ờ, xong rồi nó chạy. Năm ngoái bán lợn cũng to. Lợn năm ngoái bán 12 con được 1 tấn 8 lúc Covid đó. Từ 48 xuống cuối cùng bán 31. Ôi dồi ôi, lợn nó to mà, nó vào mua mà. Bọn bây giờ bọn đi mua lợn to nó lại hốt cơ, nó lại không dám ăn lợn to. Đúng rồi. Nhưng lợn to mổ mỡ nó cao lắm à? Nó tùy giống à. Có giống thì lợn to nó không mỡ, nó lại càng nạc, nó ăn đi lợn nái ấy. Nhà chị để lại một con thịt nó cũng không mỡ lắm đâu, có mỗi cái chỗ mà gần vai nó thì nó dài dày này này. Mất mỡ cổ mới mỡ vai thôi. Thì nó bảo là bán nó khó. Thực ra là bọn nó cứ được ra, bọn nó chê, nhưng thực ra là dưới Hà Nội vẫn có lợn to mổ ra. Ăn thịt chắc nịch, xào không có nước, luộc cái thơm. Kể cả ăn cám, lợn ăn cám 100% nhưng mà cứ càng to cân là thịt nó càng kể càng chắc. Kể cả con gà ăn cám mà ăn già và ăn thịt nó vẫn ngon. Đấy, chẳng qua là lợn to bây giờ nó mổ một con ra nó không biết bán ở đâu hết trong vòng một ngày. Là phải có mấy thợ chung nhau. Bây giờ dân thì phần đa là nó ăn đậu lợn. Với lại bọn nó là bây giờ là lợn to mổ ra là cái ba chỉ nó không ngon. Nó thích mổ lợn vừa thôi thì nó bán được cái ba chỉ ngon. Nhưng mà bọn xe lợn đây chắc nó toàn chạy về Hà Nội nó cân, chỉ thấy nó đi xe có 20-30 con mà. Xe nó cũng bé bé rồi. Về đầu mối hết. Ở đây á. Đầu mối là chợ Hà Nam à? Không. Ở đây nó có mấy cái chợ đầu mối. Hà Nam một cái, nhưng mà ở Hà Nội nó có mấy cái mà. Nó về đấy nó đổi hay là những người mà mổ nhỏ lẻ này là lại đi ra mua về để mổ? Hay là nào? Không, nó mổ sẵn. Xong là nó mổ sẵn là nó giải ra như này này. Là mấy ông thợ thịt ở chợ ấy là đến là chọn. Ví dụ như em biết rồi, em làm cái cô bên cạnh nhà em, cô ấy đi mổ lợn, cô bảo vẫn là cái lò mổ đấy, nhưng mà mày vào mày bảo là lấy con lợn đẹp, lợn xịn thì mày ra thì mày bán cho dân giá xịn thì nó khác, nhưng mà vẫn cái lò mổ đấy, nhưng mà mày lấy lợn đẻo, có lợn đẻo, tức là trong một lò mổ như nó cũng có 3-7 loại cơ, nó nhiều loại đấy. Thế nên là tại sao mà vẫn là ra chợ nhưng mà mua thịt ở hàng này thì ngon, nhưng mua thịt ở hàng kia thì lại tanh lại hôi. Em sang cái chỗ mới của em này, em không ăn được thịt lợn ở chỗ này. Bởi vì nó nhờ đúng cái hôm mà mua bảo lợn nái ấy, thì về ăn lại còn thơm. Còn những cái hôm kia ăn về nó tanh ngoe lại. Không hiểu vì sao luôn. Nó do dòng lợn. Nó do dòng lợn, nó do giống lợn, rồi nó do vùng lợn, rồi nó do cái nguồn nước ở cái vùng nuôi lợn đấy. Ở đây toàn thịt. Chị bán lợn vừa đây chị thịt một con là chị ăn hết rồi thì bảo đợt này thôi chẳng để nó, chồng chị bảo đi mua cái con lợn rừng về thịt. Lợn rừng mà... Bé bé, nó gọi là lợn mán này. 40-50 cân, ở đấy. Đây lợn rừng là nó cũng cho ăn cám. Thì một loại ăn cám là 90.000, còn một loại nó không ăn cám là 120. Nhưng mà nó bảo là nó ăn cám thì nó gọi cho ăn nó bình thường thôi, nó không có tốc như lợn trắng mình. Thì mình mua về mình vứt nốt ở chuồng mình thêm tầm 10-15 ngày là nó cũng ấy mà nó sạch. Nhà bà chị dâu nhà chị mua con hôm ấy mua 50 cân. Nó cũng không mỡ lắm đâu. Nhưng mà cái lợn đấy về muốn ăn ngon là bắt về chuồng mình, cho ăn tẩy giun, xong đợi thêm 15-20 hôm nữa thì hãng thịt. Bởi vì lợn dân dã người ta không chịu tẩy giun đâu, ăn cái lợn đấy toàn giun trong ruột rồi. Người ta không tẩy giun mà nó toàn đi rũi đất, rũi cát thôi. Thì đấy, gà qué thế, nhà em, bố em bảo bố bắt gà về bố phải tẩy giun đi xong bố hãng ăn nhé. Không bao giờ con ăn lòng, vứt hết. Em cứ mổ gà mà lấy mỗi tim mới mẻ. Em vứt hết. Lòng vứt hết. Ông bán quầy thuốc trên đấy, ông bán chạy chứ nhỉ? Ông bán chạy, các bạn khách gọi điện đến thì tất cả khách Thái Nguyên em dồn hết về đấy cho ông. Đấy, rồi như là coi như ông cũng là thú y. Ông mà bây giờ tao bố thú y, tao khôn hơn thú y. nuôi mãi nó không biết, nói chung là nuôi lợn bây giờ thì mình cũng phải biết được khoảng 50-60% rồi. Con lợn nó đỉ ở phân màu như nào là mình biết rồi. Ông vẫn gọi điện xuống cho bọn em suốt. Tức là khách đến mua thuốc là ông gọi điện xuống. Ông thú y bọn ở đây học thú y. Có thằng đến mình chả biết đằng nào. Nó có bán đâu, nó toàn đi đâu. Thực ra là nó do mỗi người đam mê. Cơ bản là nó phải đi thực hành như em đi này này thì mới biết được, nó phải đam mê, nó yêu nghề ấy. Quan trọng là đam mê hay không đam mê và có theo được nghề đâu. Chứ con lớp em, con gái có đứa nào theo nghề đâu, có mỗi mình em theo nghề. Làm cái nghề này thì lúc nào cũng đi chạy.
nhưng mà hơi vất, bây giờ không dám đẻ. Đẻ không biết đi đâu. Đẻ không làm ăn được nhưng mà vẫn phải đẻ chứ. Em đợi sang năm đất rẻ xong à, em dồn được tiền em về em mua đất em xây trại. Chăn lợn nái bán con giống cho bà con. Em thấy bây giờ cái nguồn con giống nó không đảm bảo ấy. Thì suốt như thế này thì... chán đi lắm rồi. Chán đi lắm rồi. Thì là nếu mà mình ở nhà mình chăm sóc lợn ấy thì mình còn có thời gian nghe điện của bà con. Chứ còn nếu như em cứ đi như này thì em không có thời gian để nghe điện. Thôi bà nào gọi điện bà bảo tôi phải gặp được cô Thúy rồi. Thế tôi không gặp được cô Thúy thì tôi không gọi nữa. Thế nhiều người cũng muốn gọi điện. Toàn thế mà. Năm ngoái chị xin số với cô nào cho bảo chị Thúy đi chạy rồi chị chả gặp. Bảo có lúc thì chị vẫn phải gặp được chứ. Thế em bảo là chỉ có những nhà mà em đã từng đến nhà ấy là sẽ biết số của em. Thì nó sẽ gọi. Nhưng mà cũng thật sự ra là những cái nhà mà em đến nhà mà em đã giải quyết cho rồi thì hầu như xong không cần phải gọi điện lại cho em nữa. Xong lần sau cứ thế mình đặt nó thương rồi. Đúng rồi. Đấy cái đợt đấy vụ mà lợn nó bị đỉ ỉa đấy nhá. Là nó do mình. Bây giờ con lợn này đẻ ra này à, đến nó đến sang cái tháng thứ 3 chị tiêm nó một mũi kia đi. Xong một tuần sau chị tiêm một mũi Ecoli. Một tuần sau nữa chị tiêm một mũi Ecoli. Gần để chị tiêm cho con mẹ nó một mũi sắt. Là từ cái ngày đấy là lợn nhà chị đẻ ra là không cứ mức độ mà nó đỉ ỉa mà gọi là đi phân tanh khắm mùa nó là gọi là nhỏ thuốc rông dài là nó khỏi thôi. Đúng rồi. Đấy thì mình vừa đây nhà chị đẻ đấy những cái nái đẻ là vừa đây được hơn 60 con nha mà thấp thoát có 2 con thôi nó dính mất mấy con khớp nên nó vẫn sống. Thì mới mốt một đàn này thì là cái đợt trước mà mua cái cặp lông nhung á thì là cái mùi cái đấy là mùi nó khô chua chua như kiểu là mùi giấm á. Mùi chua chua như mùi giấm. Không hòa lẫn mấy cái beta vào là nó uống nhưng mình chỉ hòa ít một thôi. Xong thì đợt này đổi sang cái cặp này là cái đấy là một cái chai 1 lít là bao tiền? Chai 1 lít là 760. Gói 1 cân, gói 1 cân là 401 là tổng vào là 1.170.000. Một cặp đấy là dùng cho 30 tấn lợn. Thế thì mà nó lại dễ uống hơn thì chăn cái đấy là chăn theo kiểu cắm nước. Đây này, hai cái ô này là chị chăn ăn cắm nước xong rồi luyện mãi nó mới ăn cắm khô đấy. Nó cứ thấy mình cho cái chuồng bên cạnh ăn cắm nước xong bên này nó cứ đòi ăn á. Mà chăn cắm nước là nó dễ chăn hơn. Đúng rồi. Thì thế thì đợt sau mua mẹ hẳn một cái túi. Thì túi 1 cân em vẫn chia ra 10 gói nhỏ cho chị mà. Thì là nó dễ uống hơn. Chỉ có chai 1 lít là phải chắt thôi, chai 1 lít em chắt thôi nhưng mà. Công đợt này mua hẳn 1 lít đấy đi. Trên xe có chẳng ạ. Cái cặp này là thứ nhất là cái lông nhung ấy, mùi đâu nó cũng có thơm hơn. Cái cặp trước mà nhiều người còn dùng thấy nhạy quá, còn quay răng lạm dụng quá nên lại bào mòn đường ruột. Cái cặp trước á? Ừ. Tức là cái lông nhung là cái màu trắng ấy thì là dùng thoải mái. Nhưng mà cái nước xanh ấy mà dùng nhiều ấy là nó sẽ mòn đường ruột. Tại mòn đi à? Cái nước xanh ấy. Cái nước xanh là nó chỉ có tác dụng là cân bằng cái pH đường ruột để cho cái vi khuẩn có lợi và có hại lúc nào nó cũng cân bằng nhau. Thì nó mới không gây ra hiện tượng tiêu chảy. Thế nhưng mà ngược lại thì mọi người thấy tiêu chảy uống vào khỏi thì lại cứ nghĩ là nó tốt là cứ uống suốt nhưng không được. Em bảo một tuần chỉ được uống 3 lần thôi. Đấy, không được uống nhiều. Cũng như bọn em làm cá này thế. Cá mà bọn em để pH của nó lệch một phát là cá chết nổi hết này. Thế cá cho uống thì uống kiểu gì? À cá thì trộn vào cám. Nhưng mà cá thì lại dùng thuốc khác. Cám là nhưng mà cá người ta nuôi trong một cái cá đất mường người ta nuôi cá lồng phải không? Lồng hay ao thì cũng thế thôi nhưng mà cá là phải dùng cái thuốc khác, tức là thuốc nó phải có chất dẫn khác để nó bám vào cám và nó sẽ không bị nhanh hòa tan trong nước để con cá nó còn ăn được, nó hấp thu được. Chứ còn nếu mà hòa xuống nước mà nó hấp thu được hết ngay thì còn mà thịt cá uống nước à?